Ông thần, thần là gì ạ? Thần là gì? Thần là cái sức mạnh, chữ thần là sức mạnh. Ở cõi vô hình á, một thần nó là nó mạnh nhất ở trong cõi vô hình, nhưng mà thần có thể mượn thân người được nha, mượn thân người để nó hoạt động theo cơ chế vật lý á, nó nhập vô con người để mà hoạt động. Vì thế mà ngày xưa đó có cái chuyện mà như thánh giống đó, thì cái ông đó thiệt, cái ông thần nhập vô chứ không có gì đấy. Thì bây giờ á, mình thấy là gọi là vong nhập xác. Vong nhập xác là gì? Đó là cô hồn á, nó còn sức mạnh vậy đó ha. Thì cái lời hữu hình vô hình nó tương tác với nhau, vì thế giới này nó tương tác nhau để nó thực hiện một cái gì đó. Tất cả các tôn giáo lập ra nó phải có tương tác mới lập được, chứ không phải ông đó tự nhiên mà nói ông tôi tuyên bố là giáo chủ, không phải vậy. Nhưng mà ông có cái gì bên trong á. Tôi nói ông Thích Ca nè, ông lập cái đạo là ai? Là cái tánh Phật hiện ra thì ông mới lập đạo được. Còn các tôn giáo kia là tánh thần hoặc là tánh thánh thánh vậy đó. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Từ tôn giáo, đạo và tín ngưỡng nó phải đi qua cái tương tác này mới lập được. Rồi con hỏi đi. Loài thần thích những gì ở trái đất này? Thần này đâu có thích gì, là thần là nên nhớ rằng thần có cái nhiệm vụ. Cái thời mà bắt đầu thời nó có bốn đẳng cấp. Cái thời kỳ mà đồ đá nó chuyển qua đồ rồng, qua đồ rồng là con người bắt đầu có chữ viết. Thì với chữ viết gì, cái chữ viết mà có kiện tụng tranh qua tranh lợi, thần mới lập đạo, gọi là thần chủ thế giới. Có nhiệm vụ lập đạo để hù mấy cái ông, mấy cái ông gian tham này, chứ không có gì, chứ không có giết ai đâu, ông hù thôi. Rồi cái thần thì nó có cái loại mà coi bằng thần chủ của mỗi quốc gia, có bổn phận là tiếp nhận tánh Phật từ Phật giới vào trong cái thế giới này nè, để gì? Mượn thân là tính người tạo công đức và tạo nghiệp. Còn thần thừa hành là có nhiệm vụ là thực thi nhân quả, theo sát và thực thi nhân quả. Đó là có vậy thôi, bốn cái đẳng cấp. Còn thần dùng là có bổn phận là trung gian và lập miễu. Nhớ là nhớ thần dùng là lập miễu thờ mấy ông thánh đó. Đó là thần đình miễu đền. Đó, thần là thành lập cái này. Nhưng mà ông phải ông làm, mà ông mượn xác người ta lập. Ông mượn xác ông đó, ông ẹ hẹ quậy quậy gì đó, trèo lại ta là xứng gì đó, rồi lập. Lập cái biểu. Rồi mà cái bắt đầu làm những cái hiện tượng mà linh đó, để người ta tin để chi tới cái miểu nó cúng, có vậy thôi. Nhưng mà cái mà thiêu dợ thêm là cái ban bệ đó. Ban bệ nó mới xây dựng thêm để chi, nó dụ người ta đông. Chứ sự thật ổng cũng không muốn làm cái này, nhưng mà tại vì nó cái thế giới vật lý này mà thấy giống như bây giờ mình ra mình làm được gì, thấy người ta coi đông quá, nó bắt đầu mình thiêu dệt thêm để gì thu hút tiếp vậy thôi. Đó, thần là có nhiệm vụ chứ không có cái nhu cầu nữa. Đó, thần nó có bốn đẳng cấp. Rồi có hỏi tiếp đi. Muốn loài thần ủng hộ con người thì cần làm gì ạ? Thần làm gì có ủng hộ, nhiệm vụ người ta làm ủng hộ. Mà muốn ủng hộ là phải thánh. Thánh ủng hộ, thần hoàn toàn không ủng hộ. Thần là giống như cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ của người ta thôi, chứ gì người ta làm nhà nấy, không có sơ sót cái gì đâu. Đó, còn muốn mà ủng hộ là mấy ông thánh đó. Đó, ông thánh mới ủng hộ mình thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, loài thần có nhiệm vụ gì nơi trái đất này ạ? Thần thì có nhiệm vụ là theo dõi tánh Phật, mượn thân và tánh người thực thi nhân quả. Đó là thần là có vậy. Nó quan trọng nhất là theo dõi mình làm cái gì. Nếu mình tu mà giảng sanh á, thì thực thi đẩy lên trời. Mình mà tu trở về Phật giới, ổng cho trở về tự do. Đó là thần quan trọng nhất rồi. Theo dõi và thực thi nhân quả, theo lục đạo luân hồi hoặc trở về Phật giới. Đó là thần có nhiệm vụ vậy đó. Rồi cháu hỏi tiếp đi. Dạ, cháu xin cảm ơn. Các đạo thì thường hay nói về thiên thần thì chỉ là chỉ ai ạ? Thiên thần là chỉ mấy ông thần nam thần nữ á.
mà trung niên người ta gọi là thiên thần. Cái thần này nó có bổn phận để làm nghi lễ đón tiếp cái tất cả các chư Phật đến thế giới này. Thì chư thần, chư cái này cũng gọi là chư thiên đó. Tất cả những người mà chư Phật hoặc Bồ Tát ở cái cõi khác đến đây thì những vị này chư thần chư thiên nghinh đón. Vì thế mà trong cái lúc mà Đức Phật Thích Ca truyền bí mật Thiền Tông cái lần đầu tiên thì chư thần chư thiên sẽ làm cái hành lễ này. Bởi vì trên đó có nói cái câu là cái tiếng của chư thiên ra qua mạng Đà La của chư thiên rải, là cái này là của thần này. Thần mà thần trung niên á, thần nữ thần nam chứ không phải là nam không, không? Thì cái cõi vô hình đó là chư thiên, người ta nói về cái chư thiên là nó cái thần này, nó cái thần này, này cái thần nghi lễ trong cái thế giới vô hình. Rồi thần nó có cái là gọi là cái thần nghi lễ để tiếp đón những cái lễ lớn. Bên đạo nào cũng có cái này chứ không phải là đạo Phật không đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Bác cho câu hỏi thêm xíu là nếu mà chư thiên vậy, chư thiên là nằm ở trong là có phải là thần không ạ? Thì chư thần là con của thần mà trung niên, cái nó ra khỏi cái vị thành niên, nó lên thành trung niên. Thấy không? Giống như mình đây đã lên 18 tuổi rồi đó, nó gọi là trung niên, đó là con của thần. Vì thần, con thần nó có cái bản nghi lễ để tiếp đón trong cái cõi vô hình này. Giống như mình ở đây, mỗi quốc gia nó có cái ban nghi lễ của quốc gia để tiếp đón những người lãnh đạo của thế giới đến, thấy không? Gọi là ở mình ở đây gọi là ban nghi lễ thanh niên ngay nghi lễ, còn ngoài kia đó là chư thiên chư thần. Rồi có hỏi tiếp đi. Thưa thầy, người tu thiền tông có được các chư thiên và thiện thần trợ giúp không ạ? Cách thực hiện để được trợ giúp là thế nào ạ? Bây giờ con phải hiểu chư thiên là cái gì, chư thần là cái gì. Chư thiên là ai? Là thần thiện á, rồi chư thiên thần thiện á. Còn thần kim cang không được xếp vào chư thiên, mà thần hộ trì. Chư thiên là thần phước thiện hộ trì cái bằng nó giúp đỡ. Cái này là nó giúp đỡ khi nào có câu chuyện, thí dụ cái chùa hay là một vị nào đứng ra truyền thiền thì chư thiên thì giúp cái này, thấy không? Chư thiên đó lại là thần phước thiện trợ giúp cái này. Vì thế mà khi Đức Phật Thích Ca ấn chứng vào Ma Ca Diếp, chư thiên đến rất đông, là đông thần phước thiện này. Thần phước thiện mà còn nhỏ tuổi á, ta gọi là chư thiên. Mình ở đây còn gọi là cũng như là thiếu niên của thế giới này, thấy không? Không có ai giúp đỡ cái này hết, mà cái thế giới lực lý này phải sinh hoạt bằng một cách bình thường. Ai tạo được công đức thì thần thánh người ta nể mình thôi. Trên thế giới này có hai cái loại: thần quản lý mình, nể mình; thánh theo phá mình. Thánh nhớ là thánh theo phá mình à, chứ không phải thì người ta nể mình, ta không phá vậy thôi. Thế giới này thần người, mình nên nhớ là hai cái là thần người ngạo quỷ. Thì mình phải hiểu cái nguyên tắc này, mình hiểu sống được cái thế giới này. Ai làm cái gì biết, ai làm đúng biết, ai làm sai biết, ai mê tín mình biết, là vô thiền tông mới hiểu được cái này. Còn không vô thiền tông thì hoàn toàn ai làm cái gì cũng phải tin hết, nói cái gì cũng nghe. Vô thiền tông nó phân tích hết rồi thì những cái mê tín dị đoan nó sẽ dẹp. Nghe không? Mình mà không mê tín gì đó thì ai dụ mình được? Mà muốn mê tín gì đó là do mình chứ không phải là do ông thầy. Ông thầy thấy mình mê tín quá mà ông bài ra, ông lựa mình thôi. Chứ bây giờ mình không mê tín thì ông còn làm. Giống như khu đó mà thích coi bói thì ông thầy bói sẽ bắt đầu xuất hiện liền. Còn về cả xóm không ai coi bói thì ông thầy ông xuất hiện chi? Ông làm nghề khác. À, mình phải hiểu cái thế giới này là vậy. Không ai giúp đỡ mình đâu. Thế giới này làm gì thì nhận quả đấy. Đạo Phật gọi là đạo nhân quả. Làm anh làm tốt thì nhận tốt, anh làm xấu nhận xấu. Anh muốn về Phật giới thì anh tạo công đức thì thần cho anh về.
thần quản lý mà. Thần quản lý anh bây giờ, giờ anh đủ đủ cái tiêu chuẩn thì ông thần ông cho mình về. Nhưng mà trước khi về thì phải qua cái cửa của ông thánh. Ông thánh ông thử mình lại đó, ông thử coi ông này muốn về thiệt không, ông này bà này muốn về thiệt không. Đó, mình chết là chết vì ông thánh đó. Vì thế mà đừng tu thiền tông, đừng có nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá coi chừng ông thánh gạt mình à. Thứ nhất nhiệt tình là gì? Ngồi tu người bắt đầu thấy ông Phật xuất hiện rồi. Bắt đây khoe. Nó tao mới ngồi để thấy ông Thích Ca tới. Thích Ca ngồi đâu ra đây? Cái mặt mũi ông sao? Thích Ca làm sao biết? Em giờ mấy ngàn năm làm sao biết cái mặt ông không? Ổng người Ấn Độ, ổng đen thù vậy. Chứ không phải trắng như bây giờ mình thờ đâu. Nghe không? Thành ra tất cả những gì tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ. Tuyệt đối đừng có mê tín gì đó, đừng có tin làm bất cứ cái gì. Rồi con hỏi tiếp đi.